Hello, chào mọi người nhé. Chào mọi người đã quay trở lại với cả Tiêu Ti Shop. Hôm nay thì mình lại có quả hai cái sản phẩm mới, cũng khá là mới, nhưng mà nó là một cái mẫu cũ, gọi là sản phẩm mới và giá mới, một cái mức giá tiền khá là mới đó cho anh em. Thì đây là hai cái hộp sản phẩm của nó đó, bây giờ mình sẽ bóc ra cho anh em xem nhé. Ok, đây, trước mắt các bạn đây là cây mặt quỷ Titan TC21 đấy. Đó, ok, tiếp theo đây cũng là cây mặt quỷ Titan TC21. Hai cây đều là trạc 80 anh em nhé. Hai cây đều là trạc 80. Đó. Thì cái này, cái phiên bản này thì không biết là nó có gì khác biệt so với cả những cái phiên bản trước hay không. Đó, thì bây giờ mình sẽ cho anh em xem. Đấy, cái ốc với các kiểu đi kèm của nó này thì cũng chỉ có mấy con ốc lặt vặt linh tinh nhỏ thôi. Đó, con ốc này thì có thể là thay vào lại, hoặc là con ốc này thì có thể là để thay vào ốc titan đấy. Như là vậy. Đây mình sẽ thay thử ra. Đúng nó đấy. Đó. Thay bằng con ốc vàng hoặc là con ốc titan hoặc là cái con ốc bấm nhanh kia cũng được. Con ốc bấm nhanh kia thì nhìn có vẻ như là hơi to và hơi đồ sộ. Đấy, cũng không hợp. Không hợp lắm. Đó thì đây là cây mặt quỷ titan. Nhưng mà hàng nhái em nhé, không phải hàng real đâu. Hàng real thì như mình nói đấy, nó có thể custom được theo ý muốn của mình. Còn hàng nhái này thì nó chỉ có 75 hay 80 thôi. Đấy, bắt đầu nó từ đầu chạc 20. Đó thì bây giờ mình sẽ cho anh em xem tổng quan chung nhá. Thì ngày xưa thì cũng có một con quỷ nhái, cũng có một con quỷ nhái, nhưng mà quỷ nhái kia ấy thì nó cũng phân khúc thành như thế, nhưng mà ở đây là nó còn con quỷ này thì nó còn có cái hai cái ô gỗ, hai miếng gỗ ở đây ốp hai bên. Đó, em nhìn không? Đấy, hai miếng gỗ hai bên đó thì con quỷ nhái kia thì giá nó cũng, cái con quỷ nhái mà có màu ấy, nó cũng có cái sản phẩm mà không màu như này, cũng có giá rẻ, cũng có giá là 2,2 triệu, nhưng mà cái không có cái râu này, nó không có cái râu này, khi mà vứt cái râu ra thì là nó chỉ còn có 2,2 triệu thôi đó. Nhưng mà riêng cái con quỷ này thì phun râu này đấy, nhưng mà thì thêm một cái ốp gỗ ở đây, thực ra thì nó làm ốp gỗ để làm gì đâu, nó chả có vấn đề gì cả, nhưng mà nó làm như thế này thành ra là giá rất khá là rẻ đấy, nó có chỉ có 2,2 triệu thôi. Ngày xưa là 2,7 triệu mà một cái cây trắng nguyên như này rất là đẹp như này đó. Thì cái ốp gỗ này thì khi mà nó tách ra thì nó sẽ làm cho cái cây lá nó khá là nhẹ đi, nó nhẹ đi rất nhiều đấy, so với một cái cây full titan đấy. Nói chung là đây là hàng thì hàng chuẩn, là đúng là titan thật rồi, không phải là thế này cái kia, không phải là inox hay là gì đâu. Inox thì nó không bao giờ nó làm cái đầu đầu kẹp mà nó liền như này đó. Thì đây là một quả titan nguyên khối đó. Thì đây là một cây mặt quỷ, mắt mũi rồi râu thế kiểu đầy đủ hết đó, không có một vấn đề gì cả. Nó được làm đẹp bằng cái sợi dây paracord nhỏ nhỏ hai bên này đấy, dây kim tuyến paracord rất là đẹp đấy, và hai cái ốp gỗ hai bên cũng khá là đẹp đấy, nhìn thấy không, rõ không? Đó, rất là rõ, rất là đẹp đấy. Đó thì cảm giác thì mình cầm thì nó khá là nhẹ nhẹ hơn mấy con quỷ kia đấy, chạc 80 đầu 20, nó có cả chạc 75 nữa, 75 đầu 20 nữa. Nó thì nó cũng chỉ có hai size để đổ đi đổ lại thôi. Còn cái cây, các cái loại mà lên màu kia ấy, thì cũng là 2,7 triệu lên màu kia thì 2,7 triệu, nhưng mà nó không có ốp gỗ này, không có ốp gỗ hai bên này, mà nó lên màu tia sét các kiểu thôi đấy. Thì cái thằng nhái đấy thì nó cũng bán cái loại màu này, là không có râu này, hoặc là lại không có râu này, rồi cái gì nữa cơ, một loại như không có râu này, có râu đúng không, không râu và có râu đấy. Thì không râu thì là có 2,2 triệu thôi, có râu là khoảng 2,5 triệu, có râu là phải khoảng 2,5 triệu đấy. Còn là lên màu phun râu là 2,7 triệu, lên màu không phun râu là 2,5 triệu đấy. Nó cứ lanh quanh mấy cái kiểu râu hay không có râu, thực ra thì nó không có gì cả. Râu thì ông cắt CNC thì kiểu gì ông chả phải để lại, cắt dây thì kiểu gì ông chả phải để lại cái râu này. Ông để râu để làm gì? Ông để râu để làm bít à? Làm ấy à? Làm đẹp à? Đó, cũng chả có vấn đề gì cả. Đấy thì khi mà cái cậu ấy làm ấy thì cậu ấy có cắt, chắc là có thể là đục khoét hai bên 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 trong đây. Đục khoét cũng có thể. Đấy, để cho nó tạo ra cái độ rỗng bên trong thì nó cảm giác nó nhẹ hơn cái cây kia. Như cái cây kia mà so với cả cái này thì phải rơi vào khoảng 300 gram, 330 đến 300 mấy gram đó. Thì riêng con này thì mình nghĩ là cũng không đến đâu, tầm khoảng 200 mấy gram gì đấy, khá là nhẹ đó. Ui trời, 230 luôn đấy, thì tức là con này nhẹ hơn kia khoảng 1 lạng
hồng lặng đó, 23 đấy, mình ăn nhiều hồng lặng đó, 23 đấy, nó không đáng bao nhiêu đấy. Thì con này khá là nhẹ, nhưng mà mình cầm rồi mình biết thì con này công nhận là cũng rất là nhẹ đấy đó. Thì căn bản là hắn có cắt khoét một đường bên trong này, chắc có thể là đã khoét khoét rỗng rồi, rỗng không không chắc là không rỗng đâu, chắc là chỉ khoét một miếng thôi, miếng nhỏ, một mảnh nhỏ, chắc khoảng đoạn này thôi. Chứ bởi vì là nếu mà khoét như thế thì cái dâu này sẽ nhìn thấy bên trong có lỗ ngay đó, nhưng bên trong này không có lỗ, nhưng mà bên trong cũng đặc nguyên đó, chắc là hắn chỉ khoét một miếng đây để cho nó nhẹ đi thôi, để cho nó nhẹ đi thôi đó. Còn lại thì về tổng quan chung thì cũng khá là ok, kẹp kia các kiểu thì mình không bàn cãi nhiều rồi, kẹp không sợ, anh em không phải sợ đâu. Mấy cây titan này thì nó cũng ít khi có cái chuyện là kẹp không được thun, hay là kẹp bị dễ bị tụt thun ấy. Nó chỉ sợ mỗi cái là nó sắc quá, nó mới, nó sắc quá thì nó sẽ bị ăn thun thôi, sợ mỗi cái điều ấy thôi đấy. Bấm mạnh ra một tí nó sẽ ra thôi đấy đó. Thì đa phần mấy cái cây kẹp như thế chỉ sợ nó ăn thun thôi. Còn lại thì về vấn đề về kẹp có chắc hay không này kia thì nó khá là ok rồi, không phải không vấn đề gì cả đó. Thì ngoài ra là như chắc là còn có một cái độ dây nữa nhưng mà mình không thấy ở trong đây, tí nữa mình gửi đi thì mình sẽ tặng kèm thôi. Thì cây này với mức giá là 2,2 triệu thì khá là ok trong cái dòng quỷ, cái kiểu mắt quỷ đó. Ngày xưa thì giá nó khá là đắt, khá là cao đó. Như đây là cây cover thì giá nó như vậy, 2,2 triệu, rất là đẹp. Nó thì có chắc 7 năm hay chắc 80, còn cái loại cút thùm kia thì nó vẫn vậy, vẫn đắt như vậy. Ông ấy khá là nặng hơn mấy cây này đó. Thì mấy combo này nó đi kèm như thế này thôi, không có gì nhiều đó. Anh em nào đặt hàng thì liên hệ với mình, số lại bên dưới, hoặc là kết bạn Zalo để mình có thể tư vấn là lên lấy loại nào. Đấy, màu mè, thích màu mè thì lấy con copy kia, cũng chỉ có 75 hay 80 thôi, thì nó có màu tia sét sấm sét các kiểu đấy. Còn thích đẹp mà thích trơn bóng như này mà có thêm họa tiết mắt xanh với cả râu xanh như này thì cũng lên, là mình khuyên là nên lấy con này thì nó cũng là titan đấy, gỗ cái kiểu nó lại có điểm nhấn. Hai cái mặt này thì mình có thể, một là có thể bỏ ra cũng được, hai là cầm như này thì cho nó dễ, nó đỡ bị cấn tay hay là anh kia nó êm, nó cũng khá êm tay đó, thì có thể bỏ ra được nhé, không phải không nhé. Cái này anh em thích nào, thích không thích thì về có thể cắt ra vứt đi đấy đó. Còn thích nữa thì lấy vào, thích nữa thì anh ý là thích lấy lại thì có thể lại quấn lại vào, mà quấn lại vào thì mình nghĩ là nó cũng khá là khó đấy. Cái này nó khá là nhỏ đấy, quấn lên quấn vào nó cũng khá là khó đó. Còn lại thì về tổng quan thì nó giống y hệt như cái con quỷ kia thôi, như cái con quỷ ban đầu đấy, như con quỷ mà không copy, con quỷ cút thùm đấy đó. Mấy con quỷ copy thì mình nghĩ là lên chơi con quỷ này đó, lên chơi con quỷ này hết bản, khá giá khá là rẻ, không như 2,5 triệu 2,7 triệu như con kia. Mà con này thì chỉ có 2,2 triệu thôi, nó rẻ hơn một mớ tiền rồi đấy. Ok đấy, anh em nào thích đặt hàng thì liên hệ mình ở số điện thoại bên dưới. Mà con này cũng khá là nhẹ. À, nó cắt bớt một phần đi rồi thì nó rất là nhẹ đó. Anh em nào thích đặt hàng thì liên hệ mình số điện thoại bên dưới, và nhớ like và subscribe kênh giúp mình, cho mình có những động lực làm những video tiếp theo. Chào tạm biệt mọi người.